Xin chào các bạn, hôm nay thì Cúc Béo xin chia sẻ với các bạn một món canh vô cùng dân dã, đó chính là canh cá diếc nấu rau răm. Món canh này thì đối với những ai mà chưa từng biết hay là chưa từng thử thì chắc chắn là sẽ rất ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng thú vị khi mà thưởng thức cái hương vị ngọt thanh và ấm nồng của nó đấy ạ. Cá diếc thì khi mua mình đã nhờ người bán, người ta sơ chế mổ ruột đi rồi, cắt bớt vây, cạo vẩy đi. Nấu canh cá diếc rau răm thì tùy sở thích và khẩu vị hay thói quen mà các bạn có thể giữ vẩy hay là cạo vẩy nhé. Cá diếc giữ vẩy để kho, chiên rán hay là nấu canh thì đều ngon đấy ạ. Về thì mình sẽ bóp muối hạt rửa sạch sẽ nhé. Bây giờ thì mình sẽ ướp cá. Cá diếc thì mình sẽ ướp 1/2 thìa canh muối hạt, 1 thìa canh nước mắm và thêm tiêu xay. Mình xóc đều rồi ướp cá để riêng ra đây đã nhé. Trong đó thì mình ướp muối, mắm và tiêu thì nó sẽ giúp cho cá không còn tanh nữa và cá nó cũng sẽ săn mình hơn. Hành khô thì mình sẽ thái lát mỏng, gừng băm nhỏ. Sau đó trộn đều hai loại này và sẽ cho một ít vào ướp cùng với cá cho thơm. Phần còn lại thì lát mình phi thơm để nấu canh. Đối với rau răm thì các bạn nhặt lấy cái phần lá và ngọn xanh non, ngọn nhỏ nên là mình sẽ giữ nguyên không thái nữa. Món canh cá này thì các bạn nên cho một vài lát ớt nhé. Ai ăn được cay thì mình cho thêm. Cái vị cay nó cũng sẽ giúp át đi vị tanh của cá đấy ạ. Và như vậy là đã sơ chế xong nguyên liệu cho món canh này rồi. Rất nhanh gọn và đơn giản đúng không các bạn? Và khi các nguyên liệu đã sơ chế xong thì mình sẽ phi thơm hành khô và gừng cùng với một chút xíu dầu ăn thôi. Nếu mà nhiều dầu nó sẽ làm mất đi cái vị thanh ngọt của món canh này đấy ạ. Tiếp đến khi mà hành gừng đã thơm, mình dưới thêm một ít nước mắm vào đây cho nó đậm đà và tiếp tục phi vàng thơm hai nguyên liệu này. Mình sẽ cho nước vào để nấu canh khi mà hành và gừng đã vàng thơm. Lượng nước cho 4 người ăn hôm nay thì mình dùng khoảng 1,2 lít và mình sẽ nấu sôi nước này lên nhé. Khi nước bùng sôi, mình sẽ cho cá diếc vào và khi nước sôi trở lại, các bạn hạ nhỏ lửa xuống để sôi nhỏ vừa thôi. Mình đậy nắp nồi và nấu trong khoảng 7 đến 8 phút ở mức lửa nhỏ vừa thì cá sẽ chín và không bị bở nát. Là rất vừa tới luôn. Dù là món canh đơn giản nhưng mà nếu mà các bạn nấu nát cá thì nó cũng sẽ mất đi cái vị ngon và thẩm mỹ của món canh dân dã này. Sau khoảng 7 phút lúc này thì cá đã chín rồi, mình sẽ cho rau răm vào, tăng nhiệt độ lên một chút và nêm lại gia vị vừa ăn. Ở đây thì vì ướp cá đậm rồi nên là mình chỉ thêm một chút nước mắm nữa thôi là nó sẽ vừa vị. Và mình nấu thêm khoảng 30 giây nữa là tắt bếp khi mà rau răm nó vẫn còn xanh ươm mà không hề bị úa vàng. Cá diếc nấu rau răm thì các bạn phải ăn vào lúc nóng nhé, ăn nguội thì cá rất là tanh. Nấu theo cách này thì cá diếc ngọt vô cùng, cái thớ thịt trắng hồng thích mắt. Đang mùa cá nó có trứng thì trứng cá diếc vàng ươm, thêm một chút thanh thơm của rau răm, ấm đượm của gừng và chút cay nồng của ớt. Nó làm cho cái món canh này dù đơn giản, dân dã nhưng lại ngon miệng vô cùng. Món canh này thì nó còn có tác dụng là giải nhiệt, bổ huyết, lợi tiêu, lợi tiểu và giảm suy nhược đấy ạ. Ngoài cách nấu như Cúc Béo đã chia sẻ trong video này, các bạn có thể kết hợp thêm cà chua này hay là nấu canh cá diếc rau răm om mẻ. À, món này thì các bạn còn có thể làm thành lẩu luôn đấy ạ. Vừa nhúng cá, kèm rau và các nguyên liệu topping ăn kèm, cái vị chua dịu thanh thanh của mẻ cũng vô cùng hấp dẫn. Còn nếu thích cách làm đơn giản mà ngon miệng như thế này thì các bạn hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau khi chia sẻ nhiều món ăn ngon cho bữa cơm gia đình. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.